có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Sao bên giàn thiên lý bên khóm mai ngày xuân thắm hạ cùng em mân mang. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Xa cách mặt lòng không phù nào, em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê, hỏi bụi trâu cây và hỏi buồng câu con chim manh manh hót câu tình tư. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong tây. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về quê thăm nội thành, dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về. Không hứa hôn giữa cha mẹ hai bên, nhưng mà đến với nhau thì tình yêu thật sự. Bởi vì khi đến với nhau là cả hai gia đình cách nhau là trên ngàn cây số. Có nghĩa là bây giờ là đến với nhau là vì tình thương là của con tim, chứ không là thương nhau gì vật chất. Thì cũng báo với quý vị quan khách là trong buổi lễ ngày hôm nay, thì bây giờ là để cho là bây giờ là ba má của chú rể tuyên bố lên đó là bây giờ là nhìn nhận con dâu là trước mặt đó là quan khách và giờ ba đi. Lâu lâu tôi là cha con Út, tôi lên nói luôn ở đầu. Từ từ chồng hai bên lớn là cô bác, nhỏ anh em, nhỏ con cháu. Tôi yêu cầu xin mời đôi hương của chúng ta hãy cùng phú chụp nhau môi. Vâng, và kính thưa quý vị quan khách, chính quý vị quan khách là những viên gạch vàng xây đắp lâu đài hạnh phúc cho đường của chúng ta trong ngày vui hôm nay. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly lên và cùng chúc mừng cho buổi tiệc ngày hôm nay với các nàng cưới nào. 1, 2, 3. Và bây giờ xin mời
mời hai bên phong thai như gia đình hãy tiến đến và cùng cạn ly với nhau. Và xin chúc cho phụ nữ và thân mẫu của hai bên gia đình được nhiều sức khỏe và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đôi đường của chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân trong ngày hôm nay. Cái niệm. Chưa, đậu đâu? Đậu đâu? Đậu đâu? Đậu đâu? Đậu đâu? Đậu đâu?